Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter và chúng ta đã đến số hỏi đáp thứ 17 cũng như là số hỏi đáp cuối cùng ở trong năm 2022 rồi. Sau năm 2023 thì chúng mình sẽ làm thêm một số những cái chương trình hay hơn một chút. Tất nhiên thì các số hỏi đáp sẽ vẫn còn và chúng ta sẽ mở rộng thêm phân tích về những thiết bị. Và bây giờ chúng ta sẽ vào luôn câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Bắc. Em đang tính chọn mua một con main dành cho CPU Intel Core i7 13700K để làm render. Thì em đang phân vân giữa bo máy chủ B660M Mortal và Gigabyte Z690UD thì không biết con B660 có bung được hết hiệu năng của CPU không ạ? Câu hỏi này thực ra thì trong nhiều số khác thì anh đã từng phân tích nhưng mà hôm nay phải nói lại. Đối với bộ mạch chủ Z690UD thì hiện tại là theo đánh giá của cá nhân anh cũng như là thông qua trao đổi các tester thì anh thấy là cái bộ mạch chủ của Gigabyte BIOS về để trạng thái default ấy, nó tối ưu hơn về điện năng và nhiệt độ cho các cái dòng Intel Gen 13. Ngoài ra thì cái BIOS của B660 nhìn chung là nó chưa có thể có cái tính ổn định cao nhất dành cho cái Intel Gen 13 ở chế độ mặc định. Và khi mà anh có test gần đây thì anh thấy là một số bộ mạch chủ B660 đang có vấn đề với lại việc tối ưu tinh chỉnh với lại Intel Gen 13, đặc biệt là dòng chip K. Sau đó là anh gửi cái feedback cho bên hãng, người ta một số hãng này người ta sẽ xử lý. Và anh nhìn thấy là cái câu chuyện của bạn Bắc thì là anh lại cho lời khuyên là về cơ bản là mạch BRM của B660 Volta có thể chạy tốt 13700K, nhưng cái khả năng tối ưu và scale điện năng nó không tốt. Do đó anh khuyến nghị là trong bất kỳ tình huống nào thì các bạn nên lấy Z690 hoặc Z790, nó sẽ tốt hơn nếu các bạn muốn tinh chỉnh. Thì mình hôm trước mình đã có làm một video liên quan đến là dòng CPU Gen 13 có nóng hay không. Thì trong đấy mọi người có thể nhìn thấy được cái mục setting liên quan đến về điện ấy, tức là điều chỉnh những cái thông số mà về default của CPU Gen 13. Thì chính xác ra thì những bo mạch chủ dòng Z thì mới có những cái tinh chỉnh nó nhanh như vậy. Còn bo mạch chủ dòng B thì chúng ta sẽ can thiệp vào. Tất nhiên thì nó sẽ phụ thuộc nhiều vào nhu cầu của anh em thôi. Nói về mức giá sản phẩm đi. Con B660 Mortal thì mình nhớ không nhầm khoảng 4,4 triệu. Còn Z690UD của Gigabyte tầm 4,3 triệu. Đâu, hình như phải hơn xíu anh nhớ. Nói chung là nó cũng sẽ khá là xem nhau. Vậy thì trong lời khuyên của mình rằng là nếu như mức giá chênh lệch đủ lớn, ví dụ như là chênh nhau khoảng 1-2 triệu, thì anh em có thể cân nhắc bo mạch chủ dòng B. Còn nếu mức giá nó bằng nhau ấy, hoặc là nó sát nhau, thì mình nghĩ là bo chủ dòng Z dành cho CPU dòng K nó vẫn mang lại cái giá trị sử dụng nó thực tế hơn, nó tình chỉnh nó tối ưu hơn nhiều. Và câu hỏi số 2 của bạn Nguyễn Khánh Đinh. Chào các bạn, cho mình hỏi một câu. Ngoài đẹp ra thì hiệu năng giữa các loại fan đắt tiền như Lianli và Corsair so với những quạt rẻ hơn như của Cooler Master, ID Cooling, Sigmatec thì có khác biệt quá nhiều hay không ạ? Mình đang dùng một case Corsair 4000D và các dây quạt nối tiếp với nhau thì tối đa được bao nhiêu cái và bao lâu thì mình nên tra lại keo tản nhiệt cho VGA, và Alphard có làm dịch vụ này ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Bạn hỏi có khá là nhiều ý đấy. Thì câu đầu tiên thì về quạt thì thực ra phải so sánh cùng phân khúc thì nó mới rõ hơn là so sánh cùng thương hiệu. Tất nhiên Lianli bao là một cái thương hiệu cao cấp trong nhiều năm rồi. Thì cái quạt nó thể thiết kế về cái ví dụ như FDP này, rồi quạt đặc bạc này, hay là tốc độ quạt trong thực tế này, áp suất tĩnh này, luồng không khí tối đa, mức độ ồn, vân vân, thì nó sẽ là những cái thông số để mà chúng ta nói về sự khác biệt của quạt. Thì trong trường hợp như ví dụ như là nếu mà bạn hỏi thì ví dụ bạn so sánh là Lianli 120mm Unifan ấy, AL120 ấy, thì so sánh với MF120 Holloway của Cooler Master thì đương nhiên là con Lianli nó sẽ nhỉnh hơn tổng thể về mặt kỹ thuật, nhưng mà nó lại đắt tiền hơn. Nhưng mà nếu mà so sánh ở cái model khác thì chúng ta lại cũng phải so sánh về cái thông số, những cái thông số mình hay vừa nói, thì mới biết được là cái sản phẩm nào nó sẽ ngon hơn sản phẩm nào. Tất nhiên là ở mỗi hãng nó sẽ có phân khúc trung cao cấp và phổ thông, và chúng ta hãy nên so sánh là đặt ra là model này của Lianli so với model cao cấp của Cooler Master thì nó có cách biệt nhau nhiều không, thì chúng ta sẽ dễ dàng để trả lời hơn. Còn hiện tại như anh đưa ra một cái so sánh mẫu thì đương nhiên là Lianli nó sẽ hơn con MF120 kia về tổng thể rồi, và giá nó cũng cao hơn nhiều. Với cả build, từ build quality, từ những cái liên quan đến luồng áp suất không khí, độ ồn hay là chất lượng nhiều cái đầu 3 pin hay 4 pin là nhiều thứ khác ấy. Thì còn cái ý thứ hai thì thực ra thì cắm fan thì mình hỏi được cái fan bạn cắm 4000D nhưng bạn cắm vào bo mạch chủ hay bạn cắm vào hub hay vào đâu. Thì nếu mà cắm vào bo mạch chủ thì đương nhiên chúng ta cứ nhìn cái số lượng mà ampere của cái con fan ấy và so sánh là chúng ta cắm vào đầu cắm nào, đầu cắm thì bao nhiêu ampere.
thì chúng ta sẽ cắm làm sao ấy mức nhỏ hơn hoặc bằng cái đầu cấp ampere trên cái cổng fan của mình là được. Còn nếu hub thì chúng ta sẽ nói câu chuyện khác rồi. Hub thì cái việc mà hỗ trợ đầu cấp công suất cũng như là cái chi đầu fan nó sẽ tối đa nhiều hơn, và tùy vào tình huống cụ thể mà chúng ta sẽ nói chuyện. Còn về cái câu chuyện về ý thứ ba, check cơ tản nhiệt thì phụ thuộc vào cái nhu cầu, cái thực tế của chúng ta làm việc. Ví dụ như chúng ta chơi gaming bình thường thì bạn thậm chí một năm bạn thay cũng được, thoải mái. Nhưng nếu bạn render nặng liên tục và cái cơ tản nhiệt không phải cao cấp ấy, thì lời khuyên của mình là tầm 6 tháng là bạn thay là vừa. Vì khi đấy là kêu mỗi cái độ dẫn nhiệt cũng như là cái mức độ nhầy của kêu ấy, nó sẽ khác đi nhiều. Và khi nó bắt đầu nó cứng lại và nó cái độ dẫn nhiệt nó sẽ kém đi ấy, thì mình thay là vừa. Và với một cái tiếp kêu 2 gram tầm khoảng 80-90 nghìn thì bạn có thể dùng trong vòng 3 năm. Nếu mà với cái nhu cầu của bạn thoải mái. Thì quá rẻ. Quá rẻ. Và một cái nữa rằng là nếu như bạn nào mà muốn vệ sinh ấy, mà thứ nhất là nếu mà cạc của bạn hết hạn bảo hành rồi thì chúng ta có thể làm vệ sinh ở nhà. Còn nếu như còn hạn bảo hành thì các bạn có thể mang đến những trung tâm bảo hành thì họ xử lý cho. Bởi vì đôi khi một số bạn siết ốc mà sai lực ấy thì cũng sẽ gây thứ nhất là ảnh hưởng đến cái nhân gây bu, và cái thứ hai nữa là cái nhiệt độ của VGA nó sẽ không được đảm bảo. Đấy cũng đã có một tiền lệ với một mẫu VGA rồi, anh Tiến nhớ mẫu nào không nhỉ? Có một tiền lệ rồi của bên Asus. Của bên Asus là họ có một một giải pháp, đó là siết ốc chặt lại một chút thôi, là cái nhiệt độ của sản phẩm nó mát hơn. Thế nên cứ mang ra hãng đi, họ sẽ xử lý dành cho các bạn. Với câu hỏi số 3 của bạn Quân Nguyễn, anh có thông tin gì về bo máy chủ B760 của Intel chưa ạ? Và có nhiều thay đổi khi so với B660 không? Nó cũng giống như câu chuyện là dọc Z, Z690 và Z790, nó chỉ khác nhau mũi tên. Thực ra B760 theo như anh cầm trên tay, hiện tại anh đã cầm trên tay một bo máy chủ của một hãng rồi, ở phân khúc chủ đạo. Thì anh thấy là nó gần như là tương đương với lại dòng B660 ở phân khúc trung cấp. Tức là nó thay đổi, cái quan trọng nhất là IO nó đính kèm. Trước đây là cái dòng đấy là không có IO đính kèm nhá, rời là một. Cái thứ hai đó là gì? Cái mạch VRM được tăng cường hơn. Thay vì sử dụng các cái phase với lại MOSFET trở kháng thấp thì nay nó dùng Dr. Mode. Dr. Mode tức là một cái IC mà nó đính cả low side, high side và con IC driver khiến nó trong đấy chất lượng nó cao hơn và hiệu năng nó tốt hơn. Ngoài ra nó trang bị thêm cả Wi-Fi AX211 rồi thêm vào một vài thứ khác. Thì anh thấy là mà giá tiền nó cũng không chênh nhau nhiều. Thì đây là cái mà anh thấy rằng là B760 sẽ tốt hơn B660. Nhưng ở cái thời điểm này hiện tại là các hãng người ta chưa cho phép leak thông tin ra. Và đúng theo Intel thì ngày 3 tháng 1 sắp tới thì chúng ta sẽ được biết về các cái dòng sản phẩm B760 cũng như là một số hiệu năng được các trang tin họ đưa. Qua Tết thôi, anh em cứ đợi nhá. Cũng gọi là qua má hộp thôi, nhưng mà sáng tuần là chúng ta có những thông tin cụ thể về dòng B760 rồi. Và những anh em làm sử dụng CPU Gen 3 thì cũng sẽ có một chút gì đấy nó vui vẻ hơn đấy. Với câu hỏi số 4 đi, em dùng CPU Intel Core i9 12000K với main Z690 Prime tản nhiệt Thermalright Spirit 140 khi chạy RX3 thì em có chỉnh power limit về 220W thì nhiệt độ max là 94 độ C, cho ra điểm khoảng 26.000, vậy thì có nên thay tản khác không ạ? Thực ra thì không cần thay tản đâu. Về cơ bản thì cái BIOS cho đám Intel Gen 12 dành cho Z690 đã rất là tối ưu. Với 12900K thì chỉ cần tinh chỉnh một chút thôi là có thể về hiệu năng 185W là có thể hiệu ta tối đa lên đến điểm sai bên giờ 23 lên hơn 27.000 điểm. Và với nếu bạn sử dụng ở miền Bắc này thì thời tiết nhiệt độ miền Bắc đây đang rất là tốt. Cho nên là cái việc mà bạn không cần thay tản trong cái ngắn hạn là chuyện rất là bình thường. Ngoài ra thì bạn cũng nên tinh chỉnh một chút. Lời khuyên của mình là update BIOS mới và dựa theo một số cái trong cái clip mà mình đã từng livestream ấy thì chỉnh nhẹ một chút về cái điện năng của 12900K là bạn đã có thể chạy full hiệu năng với tán Spirit 140 rồi. Vì rất nhiều cái bộ mạch chủ hiện tại có thể chạy tải hiệu năng 12900K ở hơn 200W một chút, và với con Spirit có thể chạy được cái việc 12900K ở hơn 200W là bình thường. Trừ khi là bạn chạy khoảng 230-240W tải nặng liên tục thì con tản Spirit nó sẽ không đáp ứng. Ngoài ra thì như mình nói rồi, cha lại kêu tản nhiệt sau update BIOS, thế là bạn đã có một cái optimize về cho cái hệ thống PC vừa rồi.
Thực ra là bạn này làm khá tốt đấy, tản không cần phải đầu tư quá hầm hố, xong tối ưu được. Nếu mà vỏ case của bạn mà thiếu quạt thì bạn có thể lắp thêm, cái đấy thì nó sẽ vừa giúp cho sản phẩm chúng ta thông thoáng tất cả thành phần linh kiện này, bo máy chủ VGA nó đều mát mẻ hơn, và cái chi phí đầu tư của những hệ thống quạt nó cũng không quá cao. Đây là anh em mua quạt Woodmaster hay đi Cooling thôi nhé, chứ còn mua của Li & Li thì giá nó cũng sẽ khác ấy, bằng khéo bằng luôn cả tiền mà anh em thầy tặng. Sang với câu hỏi số 5 là con B660M Pro RS có cân được CPU Intel Core i5 12600K không anh Tiến? Theo anh thì có nên mua RTX 3080 RG hay là chuyển sang phiên bản RTX 3080 Ti bản cũ? Thì theo anh là như nào? Thì 12600K như anh nói là tất cả như anh thử nghiệm trên B660M Top này, cái bản BIOS mới ấy, thì nó ăn R23 thì khoảng 110W. 110W thì vừa phù hợp với lại rất nhiều tán, phù hợp với lại rất nhiều cái bộ mạch chủ. Tất nhiên là ở mỗi cái bộ mạch chủ nó sẽ có và phiên bản BIOS khác nhau, mạch VRM khác nhau thì nó sẽ tối ưu khác nhau. Nhưng mà 12600K anh thấy là các cái bản BIOS cho các cái dòng B660 hiện tại là tối ưu rất nhiều. Do đó mà khi mà anh review con B660 mà Pro RS ấy thì trong điều kiện tối ưu ok, hai điều kiện dòng airflow tốt, điều kiện phòng 26 độ thì B660M Pro RS có thể chạy được một cái vi xử lý Intel Gen 12 hoặc 13 ở 140W đổ về. Thì trong trường hợp này thì 12600K hoàn toàn đáp ứng được, vì bây giờ như anh đã nói rồi, hiệu năng chạy render của 12600K nó cũng chỉ loanh quanh tầm 220W và bô mạch chủ Pro RS VRM hoàn toàn đáp ứng được. Và câu chuyện lại thì xoay quanh câu chuyện là mua cái VGA nào thì 3080 Ti hiệu năng nó sẽ tốt hơn 3080. Do đó nếu bạn xét về hiệu năng thì chúng ta nên lấy 3080 Ti Zotac AMD, vì nó sẽ hơn rất nhiều mặt. Nhưng mà nếu bạn thích đẹp, thích hoành tráng, thích long lanh, thích được mát thì bạn lấy ROG 3080. Cái này là tùy nhu cầu. Rõ ràng nếu chúng ta xét về mặt hiệu năng, xét về mặt thương hiệu thì Zotac cũng không thua kém gì so với Asus là bao. Và như vậy là về mặt hiệu năng thì 3080 Ti hoàn toàn là lấn át rồi. Thì nếu là mình sẽ chọn Zotac, vì hiện tại Zotac bảo hành cũng rất là tốt. Đến với câu hỏi số 6 của bạn Hoàng, hai anh cho em hỏi, em dùng CPU Intel Core i7 12700K 3090 của Giga OC Z690 Aorus Eli tản Z73 như Z73 là của ZXT và cặp RAM 3200 RAM Core 7 Vengeance với tổng dung lượng 64GB thì đây bạn có dùng hai loại kit RAM khác nhau, thì khi bạn bật XMP1 lên 3600 thì hay bị đơ màn hình và phải tắt máy đi mở lại, và nếu cài về 3200 thì không bị nữa. Thì đây có phải là do CPU hay xung đột nào phần mềm, bạn sao bạn lại gặp cái tình trạng như thế, các bước RAM nó lệch nhau? Thực ra thì câu chuyện này là như anh đã nói, là để mà XMP được nó phụ thuộc rất nhiều. Thứ nhất là một IMC CPU, hai là phiên bản BIOS của mình, và thứ ba là IC RAM. Ba cái nó phải gắn tương đồng với nhau thì nó mới chạy XMP lên tối đa được. Thì trong trường hợp này của bạn ấy thì cái này theo mình nhìn thấy là em cứ update BIOS mới lên và xong chạy lại được thì sẽ thấy kết quả nó khác nhau. Còn nếu mà không được thì phải check lại IMC CPU, check lại cái IC RAM. Còn nếu mà ok rồi thì cứ tiến hành lại, đây là nguyên nhân do BIOS chẳng hạn. Đấy. Và sẽ check từng lỗi một đã. Xung sang câu hỏi số 7 của bạn Thanh Phạm. Sư thầy cho em hỏi làm thế nào để hot coil wire trên VGA RTX 2060 RG chứ không bị như bây giờ bị, nhưng em tải cái phần mềm Asus RG xong cài chế độ gaming OC các bạn búp thêm điện vài tuần xong nó lại bị thôi wire. Thực ra cái wire nó là sự rung động của các cái linh kiện điện tử, và điều này phổ biến bên trong các hệ thống PC ấy. Nhìn chung đây là một cái điều hoàn toàn bình thường nếu do nguyên nhân này. Wire xảy ra khi rung động của linh kiện điện tử có tần số âm thanh nằm trong khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz, tức là hải dải tần mà tai người có thể cảm nhận được này. Dải tần càng cao thì mức độ nghe của chúng ta càng lớn và có thể nghe theo tiếng kêu vo ve của muỗi này, có hoặc là lớn hơn này. Thì trong cái hệ thống mạch VRM thì nó có rất nhiều thành phần, trong đó có phần gọi là cuộn cảm chốc, và đây là rất là thành phần rất quan trọng do cái dòng output của MOSFET ấy, là cái dòng xung, cho nên không thể dùng để cấp điện trực tiếp, và dòng này phát ra có cùng tần số với tần số của bộ điều khiển BWM chính ấy, bộ điều khiển ứng dụng xung ấy. Thì cái thành phần của chốc nó là loại từ và cuộn cảm. Thì khi cái dòng điện nó vào, dòng xung nó sẽ dao động, và đây là nguyên nhân chính để gây ra coil wire. Và hầu như là không có cách nào để xử lý được cái vấn đề coil wire này bằng cách là gì, thay mua một cái sản phẩm mới thôi.
hoặc là chúng ta cái giải tài chúng ta thay tài khác hoặc để bộ PC của anh em lùi xa xa mình một chút không sao đâu. Ừ, thì thực ra cái này do cảm nhận cá nhân, nó nếu mà nó kêu tôi có thì thôi thì sống chung với lũ, hoặc là tìm cách là có thể là ông nào cao tay thì thay bằng cái cuộn chốc các thứ khác đóng lại thử xem, nếu không được thì thôi chịu thôi. Với câu hỏi cuối cùng là mình chơi game đột kích bắn súng của VTC. Ui, bây giờ vẫn chơi game đột kích cơ à? Sử dụng màn hình là ôi độ phân giải cũng khá là ấn tượng đấy, 1366x768 và ATS V2 combo Pentium G4560 và GT730 cắm dây VGA vào màn hình. Combo 2 là i3-1005F và 1050Ti dây HDMI 2VGA kết nối vào thì FPS sẽ dao động. Combo 1 tức là từ 150 đến 220 sẽ hình ít, combo 2 dao động từ 195 đến 200 FPS sẽ hình rất nhiều. Và mình vừa nâng từ combo 1 lên combo 2 xong thì bị như vậy. Người ta bảo là cài lại win, người thì phải đi mua màn mới, thì mình không biết phải làm sao. Thực ra trường hợp này thì mình nhìn thấy con màn là mình đã thấy nó khá ấn tượng, vì cái độ phân giải rất là thấp của ngày xưa. Thì trường hợp này thì mình cũng khuyên bạn là một là check lại cái bản win setting game, hai là bạn cũng nên nâng cấp lên một cái màn mới, bởi vì cái combo cái game đột kích VTC nó cũng game nhẹ, nó cũng không phải là nặng cho lắm. Và khi mà bạn nâng cấp lên combo 1050Ti cũng như là cái Pentium 3 ấy, thì hiệu quả nó sẽ rõ rệt. Thì những cái game mà liên quan đến này thì thường là nó sẽ ăn sung CPU rất là cao đấy. Ngoài ra cả một chút VGA nữa. Khi mà chơi các cái game mà có liên quan đến gọi là góc nhìn thứ nhất ấy, thì chúng ta cũng nên nâng cả màn để mà chúng ta có cái sự tối ưu hơn về cái hiệu năng quả chơi. Tại vì FPS thì chúng ta thường biết là cái tần số làm tươi màn hình và cái trong game không, và cái FPS ấy thì là trong một khung, trong vòng 60 giây thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu khung hình giây của màn hình ấy. Màn hình đấy thì chúng ta sẽ hiểu được cái cơ chế. Nhưng mà lời khuyên của mình là và bạn nên làm cả hai, vì không ai dùng con màn 1366x768 trong thời điểm bây giờ. Và màn bây giờ rất rẻ bạn ạ, mua lại con màn Full HD chỉ có khoảng hơn triệu thôi. Như vậy thì nó sẽ mang lại cái trải nghiệm của bạn tốt hơn. Còn nếu mà bạn nào đầu tư tần số quét, màn hình có tần số quét cao khoảng 120Hz thì chắc là khoảng mua bản cũ khoảng 3 triệu là có rồi. Thì game đột kích thì nó là một game rất là nhẹ, sử dụng engine rất cũ rồi, và cái mức FPS trong game rất là cao.